Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần từ vựng của bài số 10 trong quyển giáo trình chuẩn HSK3. Trước tiên thì mình sẽ cùng xem là trong bài này sẽ có những từ vựng gì nha. Rồi, ở đây mình sẽ đọc trước cho các bạn một lần ha. Cơ ải, lịch sử, thể dục, số học, phương tiện, tự hành xe, cứu, hoàn, địa phương, trung gian, chủ yếu, hoàn cảnh, phụ kiện. Có một vài từ với các bạn từ cơ dự thì cái từ này nó sẽ là thanh nhẹ nha. Tỳ phạm cũng là thanh nhẹ luôn. Nhưng mà tại vì mình đang dùng bộ gõ phim tự động nên là hệ thống nó chưa có hiểu được. Rồi, bây giờ mình sẽ đi với tới từ đầu tiên là từ cơ dự. Cơ dự, là cái dự hình thành nha. Cơ dự này có nghĩa là vóc dáng. Vậy thì nếu như mà mình muốn nói một người vóc dáng cao thì mình sẽ nói người đó cao, cơ dự. Cao, cơ dự. Vậy thì vóc dáng thấp thì mình có từ ải cơ dự. Ải cơ dự, từ ải này xíu nữa là mình sẽ gặp cũng là trong từ vựng của bài này luôn ha. Rồi, ở đây mình sẽ ôn lại một xíu cái cấu trúc của bài trước. Tha tờ cơ dự kênh của ý dạng co. Tha tờ cơ dự kênh của ý dạng co. Vóc dáng của anh ấy thì cao, giống y như tôi. Rồi, từ tiếp theo là từ ải. Từ ải này có nghĩa là thấp bé. Vậy thì một người có vóc dáng thấp thì chúng ta sẽ nói là ải cơ dự. Ải cơ dự. Ở đây mình nhắc tới một cái chuyện cổ tích cũng khá là nổi tiếng, đó là Công chúa Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Vậy thì tên tiếng Trung của cái câu chuyện này sẽ là Bái Xuyệt Công chúa Dụ chi cơ xảo ải rắn. Bái Xuyệt Công chúa Dụ chi cơ xảo ải rắn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với tên của các môn học trong tiếng Trung ha. Lịch sử. Lịch sử là lịch sử. Vậy thì môn lịch sử hoặc là tiết học lịch sử thì mình gọi là lịch sử课. Lịch sử课. Lịch sử Việt Nam mình có cụm Việt Nam lịch sử. Việt Nam lịch sử. Lịch sử Trung Quốc mình có Trung Quốc lịch sử. Trung Quốc lịch sử. Lịch sử học lịch sử学. Lịch sử学. Những người nghiên cứu về lịch sử thì mình có thể gọi là lịch sử学家. Lịch sử学家. Mà tiếp theo là môn thể dục. Thể dục là môn thể dục. Vậy thì mình cũng có cụm thể dục课, tức là tiết thể dục hoặc là môn thể dục. Rồi, thể dục trường. Các bạn nhớ chữ trường này nó sẽ xuất hiện khi mình nói về một cái nơi có diện tích lớn, rộng. Ví dụ như mình gặp nó trong từ chi trường, chính là sân bay á. Thì thể dục trường ở đây nó có nghĩa là sân vận động. Nha. Còn thể dục quán sẽ là nhà thi đấu. Thể dục trường là sân vận động và thể dục quán là nhà thi đấu. Tiếp theo thì chúng ta tới数学.数学là toán. Vậy thì môn toán, hả? Tiết học môn toán mình có数学课.数学课. Rồi, bây giờ mình muốn nói là giáo viên dạy toán thì mình có数学老师, 数学老师. Từ tiếp theo là từ phương tiện. Từ phương tiện này có nghĩa là tiện lợi và nó có thể đi được với những từ chỉ mức độ như là hiện tại, phi thường, đặc biệt, phương tiện. Vậy thì không tiện chúng ta có thể nói là bù phương tiện, bù phương tiện. Cụm này cũng có thể dùng để từ chối, ví dụ như là mình có một người đồng nghiệp nó đề nghị là có thể sang nhà mình để
ngồi chơi hay không, nhưng mà mình muốn từ chối thì mình có thể nói là bù phong biên bận, chắc là không tiện đâu, bù phong biên bận. Rồi chúng ta lại ôn lại cái cấu trúc越来越, càng ngày càng, sống hoạt越来越方便, sống hoạt越来越方便, cuộc sống của con người thì càng ngày càng tiện lợi. À, rồi ôn lại cấu trúc phủ định hoàn toàn, mình muốn nói là không tiện lợi một chút nào cả thì mình có thể nói là 一点都不方便, 一点都不方便. Tiếp theo chúng ta tới một cái phương tiện công cộng là tự hành xe. Tự hành xe là xe đạp, xe đạp. Rồi vậy thì mình có công cộng tự hành xe là xe đạp công cộng. Hôm trước chúng ta có cái cụm là công cộng chi xe là xe bus, đúng không? Có chữ công cộng đó là công cộng. Vậy thì xe đạp công cộng là một dạng xe đạp như thế nào? Thì nó là một cái dạng mô hình xe đạp mà chỉ được để dọc ở các tuyến đường, và khi mà chúng ta tải cái app của cái xe đạp đó về, sau đó chúng ta thực hiện theo các cái hướng dẫn của app đó, thì chúng ta có thể quét mã QR thanh toán thì có thể mở khóa xe đạp và có thể đi đến nơi mà mình muốn. Khi mình đã tới cái địa điểm mà mình mong muốn rồi thì mình có thể khóa xe lại để cho những người dùng khác mà có thể sử dụng, thì gọi là công cộng tự hành xe. Từ tiếp theo là từ chỉ. Các bạn sẽ thấy vốn cái từ này nó có cái bộ thủ là bộ mã, cái bộ bên trái nó đang là bộ con ngựa đó ha, thì nghĩa gốc của nó sẽ có nghĩa là cưỡi ngựa. Nhưng mà sau này khi mà các phương tiện giao thông phát triển rồi thì người ta quan sát, người ta cảm thấy là gì, con người khi mà đi xe đạp hoặc là xe gắn máy thì nó cũng khá là giống với con người khi cưỡi ngựa, nên từ chỉ hiện tại thì người ta nó sẽ có thêm một cái nghĩa là chạy xe đạp hoặc chạy xe gắn máy. Lúc này chúng ta học cái từ xe đạp là tự hành xe, vậy thì mình có thể đi đến động từ chỉ, mình có thể nói là chỉ tự hành xe, chỉ tự hành xe. Nì huì chỉ tự hành xe mà. Và mình lưu ý là xe bốn bánh trở lên thì mình không dùng chỉ ha, mình sẽ dùng động từ khai, khai xe đối với lại xe bốn bánh trở lên. Rồi tiếp theo là từ khoan. Từ khoan này có nghĩa là đổi. Ừ, vậy thì các bạn có thể nhìn hình này để đoán xem là mình đổi gì. Rồi, đầu tiên mình có hoàn chiến. Hoàn chiến. Trong cái cuộc thi đấu thì chúng ta có hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh. Tiếp theo mình có cụm hoàn phòng gian. Hoàn phòng gian. À, thay quần áo. Hoàn y phục. Hoàn y phục. Tiếp theo chúng ta có từ tỷ phẩm. Tỷ phẩm là nơi chốn. Nơi chốn, rồi mình coi những câu ví dụ như sau. Nì shì shěme tì fāng de rén. Bạn là người ở đâu? Nì shì shěme tì fāng de rén. Số 2. Wǒ bǐjiào xǐhuān zhù zài ānjìng de dì fǎng. Wǒ bǐjiào xǐhuān zhù zài ānjìng de dì fǎng. Có nghĩa là tôi khá là thích sống ở những nơi yên tĩnh. An tĩnh de địa phương có nghĩa là một nơi yên tĩnh. Mình chu bia de địa phương liao liao tiếng ba. Mình chu bia de địa phương liao liao tiếng ba. Vậy thôi chúng ta tìm một cái nơi khác. Bia de địa phương này có nghĩa là một nơi khác các bạn ha. Liao liao tiếng để trò chuyện. Chào cái địa phương chữ phan. Tìm một nơi để ăn cơm. Chào cái địa phương chữ phan. Vậy thì cả bốn câu này từ địa phương nó đều chỉ địa điểm nơi chốn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là cái nghĩa mở rộng của tỷ phạm ngoài chỉ địa điểm nơi chốn thì còn có thể chỉ gì nữa. Rồi, câu số 5. Tỷ phạm有点疼. Ví dụ mình chỉ vô cái tay của mình thì mình nói là 我这个地方有点疼, có nghĩa là chỗ này của tôi hơi đau. Chỗ này của tôi hơi đau. À, vậy thì nó không phải là chỉ một cái địa điểm như là bốn câu ví dụ trước nữa. À, chỗ này của tôi hơi đau. Đây là chỉ một bộ phận trên cơ thể mình nào. Rồi, câu số 6.这句话有对的地方，也有不对的地方. Câu nghĩa là câu nói này. Câu nói này. 有对的地方，也有不对的地方. Có điểm đúng cũng có điểm không đúng. Chơi chữ hoa, 有对的地方也有不对的地方.
có điểm đúng cũng có điểm không đúng, hoặc mình cũng có thể nói là có chỗ đúng có chỗ không đúng. Thì từ tiên phân ở đây mình nó cũng không dùng để chỉ một địa điểm nào. Rồi thì số 7, vũ trụ nhau từ tiên phân của dùng khác. Ví dụ như trong một khoảng thời gian ngắn mà bạn mình phải đọc xong một quyển sách, thế là mình mới gợi ý cho bạn mình là gì? Vũ trụ nhau từ tiên phân của dùng khác, tức là cái chỗ nào, cái phần nào bạn mà nó không quan trọng á thì bạn đừng xem, bạn không cần phải xem ha. Phần nào không quan trọng, chỗ nào không quan trọng thì không cần xem. Ok, đây là ba câu để thể hiện rằng ngoài chỉ một địa điểm nào đó thì tiếng Việt mà nó còn có những cái nghĩa mở rộng khác. Nó cũng khá là giống với cái cách dùng nơi, chỗ, điểm hoặc là phần trong tiếng Việt của mình đó. Từ tiếp theo là từ chủ do, có nghĩa là chủ yếu. Thì mình nói là chủ yếu là bạn thấy thích thôi. Chủ yếu là bạn chủ yếu là bạn thích. Câu số 2 này là một câu khó. Thì câu này mình sẽ đọc ở đây và coi như là một cái bài tập cho các bạn khi mà các bạn tự học ha. Các bạn thử xem là các bạn có thể dịch được nghĩa của câu này hay không. Đáp án thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Nhưng mà mình sẽ chờ xem là các bạn có dịch được nghĩa của câu này hay không ha. Rồi, câu này là gì? 我们每天要做的事很多。 要分清哪些是主要的，哪些是次要的。 我们每天要做的事很多，要分清哪些是主要的，哪些是次要的。 Nè, đối với những từ mới mà mình chưa biết thì các bạn có thể tập cho mình thói quen là tra từ điển thử xem như thế nào. Nè, mình chờ các phần bình luận của các bạn nha. Từ tiếp theo là từ hoàn cảnh. Từ hoàn cảnh này có nghĩa là môi trường hoặc là hoàn cảnh. Vậy thì môi trường học tập chúng ta có một cái cụm là xuế xí hoàn cảnh. Xuế xí hoàn cảnh. Vậy môi trường làm việc, công tác hoàn cảnh. À, mình có thể miêu tả là gì? Công tác hoàn cảnh, hẳn hảo. Công tác hoàn cảnh, hẳn hảo. Mình áp dụng lại từ chủ yếu, lúc nãy mình học ha. Chủ yếu là an tĩnh của hoàn cảnh. Chủ yếu là môi trường yên tĩnh. Chủ yếu là an tĩnh của hoàn cảnh. Từ tiếp theo là từ phụ cận. Phụ cận có nghĩa là vùng lân cận. Từ này dùng để chỉ địa điểm ha, vùng lân cận. Vì nó là một cái từ chỉ vị trí. Nên là chúng ta cũng nhớ là chúng ta sẽ đặt nó phía sau danh từ. Vậy mình muốn nói là khu vực gần trường học, khu vực lân cận trường học thì mình sẽ nói là xuế xiao phụ cận. Xuế xiao phụ cận. Bây giờ các bạn thử mở rộng câu này ra ha. Khu vực gần trường học không có siêu thị thì chúng ta phải nói như thế nào? Xuế xiao phụ cận mấy yếu chào sư. Xuế xiao phụ cận mấy yếu chào sư. Hoặc đôi khi người ta có thể dùng phụ cận để chỉ khu vực lân cận. À, gần đây, à, thay vì người ta nói là chào phụ cận thì người ta có thể nói là phụ cận thôi cũng được. À, phụ cận the chào sư. Tức là những siêu thị gần đây đâu mấy yếu mại yang rộ. Phụ cận the chào sư đâu mấy yếu mại yang rộ. Những siêu thị gần đây đều không có bán thịt dê. Phụ cận the chào sư đâu mấy yếu mại yang rộ. Rồi, tôi sống ở gần đây thì có thể nói là 我住在附近。我住在附近。 Đấy rồi, vừa rồi là phần từ vựng của bài số 10 trong quyển nghe chuẩn HSK3. Hy vọng là video của mình có thể hỗ trợ một phần nào đó cho các bạn trong quá trình tự học. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và để lại những bình luận tích cực cho mình nha. Nếu các bạn thích video của mình thì mong là các bạn hãy nhấn theo dõi và thích video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Zaijian!